gãy cây khô ngay cái rắc trước mặt, nhìn lại nó nói thầu vàng như nghệ vậy đó ông Tư ơi. Nó bỏ chạy đó. Nó chạy gì không nổi, quýu em là cứng cơ. Nó dò cẳng tính bước đi, đi lui mà bước cũng không được, nó đứng chết điếng đó. Thấy gắn rồi đứng chết điếng luôn đó. Bà thấy cái chót đuôi không à, không biết cái đầu anh ở đâu không biết. Động Thị Liêm chứ. Rằm vía là ảnh nó kêu, nhất là rằm tháng 7 là ếch nó kêu. Kêu 5-6 tiếng nghỉ à. Kêu con nghe rền rừng vậy. Chắc to lắm không được. Tôi đổ chắc mình ôm không nổi quá. Ôi trời. Anh kêu cái tiếng bự lắm. Dưới trong hang đá. Cái Động Thị Liêm đó con đứng con nghe cho gió lặn con mới nghe nước nó chảy đâu cách mình cho chừng 50-60 thước dưới. Nghe chảy nghe ồ ồ rì rì dưới. Vậy là trong đó có cái mạch nước ngầm lớn lắm ông Tư. Thì nước suối nó chảy bị hai bên dắt cao không mà nước hai bên nó vừa đó rình ra đó. Chỗ đó hôm nay cũng dữ lắm. Thằng cháu tao nói nó cũng mập. Mập thì con nó cái chót đuôi lớn hơn bắp dế sắp. Thôi rồi. Biển đi coi măng. Dạ. Thằng con nó đi coi, nó giữ sầu riêng rồi nó lội lên nó coi măng coi tới kỳ chích chưa. Nó nghe ồ ồ, nó tưởng là ông nó xả nực. Nó dòm đọt cây hoài, dòm hoài không thấy chừng gãy cây khô ngay cái rắc trước mặt, nhìn lại nó nói thầu luôn. Vàng như nghệ vậy đó ông Tư ơi. Chứ nó bỏ chạy đúng không? Nó chạy gì không nổi. Quýu em là cứng cơ. Nó dò cẳng tính bước đi, đi lui mà bước cũng không được. Nó đứng chết điếng đó. Thấy gắn rồi đứng chết điếng luôn đó. Bà thấy cái chót đuôi không à. Không biết cái đầu anh ở đâu không biết. Dùng đó em giữ dằn. Ở đâu ông Tư? Động Thị Liêm. Từ Động Thị Liêm lên tới chùa Phật Lớn là ổ của ảnh. Cái con rắn mà ông Tư kể vàng vàng đó, hôm nay trên Động Thị Liêm hiện giờ còn không Tư? Bà thấy hoài. Thấy. Vì chỗ đó cái bà này bà đi lên xây dựng chùa Vạn Linh đó. Rồi bà quen với cái vợ chồng này nó cũng nghèo lắm. Ừ. Bà mới cho nó mượn 300 ngàn. Đặng nó mua này kia nó bán. Rồi bà mận đó 3-4 tháng bà mới về. Bà về rồi không biết làm sao bà đi về rồi bà tính đi kiếm vợ chồng này đặng lấy tiền đi về. Đi xuống làm sao mà dắt xuống cái hang đó. Cặp chùa Phật Lớn đó. Ai dắt xuống ông Tư? Tao độ chắc cái nghiệp. Bà này dắt bà đi. Quá vợ chồng này dắt vô nhà đàng hoàng đãi cho bà ăn rồi cái dắt xuống ăn 3 ngày 3 đêm. Bà lên mà máu nó chảy tóc bới bà mà đầu nó cứng ngắc. Máu nó cứ khô cứng ngắc. Bịch xà bông 100 cà ram đó tắm ở trên mà chưa hết máu. Trời. Bà gặp cái gì ở dưới mà bà sợ dữ không? Bà nó lũi vô đó gặp thầy chùa không à, thầy chùa cắt cốc nhỏ tu, đốt đèn dầu không à, yeah. Là mắc khổ mây đó. Ôi ôi. Ngay trên động của ảnh mà. Rồi cứ thầy chùa lấy kim dài cây nhọn đâm bà né. Lỡ cùi chỏ, lỡ xương sống, đầu cổ, lỡ bể xương đầu, xương cổ đó. Bị né trong vách đá không à. Rồi cái vợ thằng Tư Dơi này nó ở gần đó nó giặt đồ. Sao nó thấy có người lú lên rồi cái đâu mất tiêu. Bỏ giặt đồ lại cái thấy bà nằm xỉu cái nó mới kêu, la lên. Kêu kè lên rồi nó tắm rửa rồi kêu y tế ra chích thuốc. Mấy tiếng đồng hồ sau bà mới tỉnh là bà mới kể mọi chuyện đó. Bà nó xuống gặp thầy chùa nhỏ nhỏ không à, đầu trọc lấy kim chích bà né mà bể đầu bể cổ. Hôm nay dùng đó dữ lắm. Rồi hiện giờ cái hang chỗ đó còn không ông Tư?
ủi chùa Phật lớn ra lắp cái hang trên nè. Dạ. Còn cái miệng dưới ô không, giờ nó mần cầu mần kỳ nó lắp hết. Rồi cái đợt mà cô Tư gì đó gặp cái người cụ nó lên, rồi cô Tư với người nhà có dám xuống dưới coi thử có cái gì dưới không? Đồ bà dám chung, hồi đó có tao với ông nội chung. Cái kẻ vừa mình đi vậy đó, kẻ đứng sững đi. Đi từ trên này, đi từ trên khô, đi xuống tới dưới nước, ô dưới. Vì ông Tư với ông nội có thấy gì không? Không. Xuống dưới thấy trong lỏng không có gì chứ. Ừ, chung thử ra nó chung trổ. Giờ rồi nó có lư hương đồ thờ phượng đồ không? Không. Cái đường đâu rơi coi chừng hơn 100 thước. Cỡ 150 thước. Cái hang nó xa vậy đó hả ông Tư? Xa lắm. Vậy mà sao mà cụ kia xuống gặp mà ông Tư với ông Cò không gặp á? Cái nghiệp. À. Hồi trước tao theo mình nghĩ bà thiếu vợ chồng này tiền kiếp trước hay gì đó, rồi giờ lên đây gặp phải cho vợ chồng này mượn chứ không phải là trả. Một cái nghiệp bà chưa dứt, rồi bà bỏ luôn là vợ chồng này, bà lại nhà đó không có nữa, nó đi đâu mất ở đây mà. Mà hồi vợ chồng này kêu bà vô đặng nó trả tiền, nó trả cơm bà ăn nữa, rồi dắt xuống hang đó. Xuống mới gặp luôn hả? Ừ. Ủa cái mục đích nào mà khiến cho ông Tư với ông Cồ phải chui xuống cái hang đó lần đó ông Tư? Hồi đó bình thường tao ông Cồ đi hoài cặp cái chùa Phật lớn đi trổ ra dưới xuống luôn. Từ đó mà xuống điện Thanh Long đó, hang dữ lắm. Thôi. À, con nghe nước chảy đâu mà nghe lóng tai mình nghe cái hì đâu tuốt cái dưới đâu ở trong lòng núi á. Ừ, đá cục nào cũng thấy lớn, cái nhà cái bằng 2-3 cái nhà này mà ông kê nó chồng nhau rồi dưới hang hốc thiếu gì. Có lần nào ông Tư với ông Cồ chung vô những cái hang đó mà gặp hổ mây lần nào không ông Tư? Không, chung không gặp gì, bị cái cô Thiên Linh ở đó hồi đó cô tu trên đó với ông già. Ông già cổ tên Chuột, bạn của ông Cồ. Dạ. Rồi không biết ông rầy gà gì đó, cổ leo lên cái điện ông rùi cũng cao, nóc nhà cổ nhảy xuống chết. Cổ linh vàng mây xanh. Điện ông rùi hả? Điện ông rùi. Dạ. Sau chùa Phật lớn có cái cây da cỡ 20 đứa mình ôm gốc. Càng. Rồi riết nó đốt gốc, chết hết. Cái tàn quá lớn, đốt ngã. Thường thường chim hồng hoàng nó hay gì ở cái da đó, kêu rền núi luôn. Rồi cái rẫy ông ba Chuột đó, ông ở dưới thấp đó. Hồi trước còn rừng nguyên thủy, rồi con vào phá trống lộ, ủi tùm lum ở trên, mà tùm lum cát. Rừng giờ nó không phá. Phá hết rồi. Làm như ông Tư với ông Cồ không có duyên gặp hổ mây trong hang ha. Không gặp. Còn trầm này nè, cây nào cây nấy 4-5 đứa mình ôm gốc mà. Dạ. Là kêu còn cái cây quên rồi ông Tư. Cây bông gió nè, cây trầm tóc nè. Ông Cồ ông dạt lần 2-3 bao gần vía rằm 9-30 cũng đem dưới đình Long Kiến rồi ông cho. Cái đình Long Kiến đó con vô đình đó, mày có vô lần nào chưa? Dạ chưa, đi quay lại không có ghé. Khi nào con ghé coi không biết giờ còn không. Trong đó không có tượng hình ông này ông kia bằng xi măng cây không à. Gỗ không hả ông Tư? Gỗ không, gỗ gì đen xì à. Dạ. Để nữa con có đi ngang con ghé. Con đi qua lại liền liền cái gì? Đình Long Kiến, đình đã lâu. Chỗ đó... chỗ đó là có lâu chưa, cái đình nó có từ mấy nhiêu năm mà ông Tư được biết lâu lắm, cái đình nó linh lắm. Hai vợ chồng ông này đi cào ốc gạo bán, vì trước cửa đình có ông hàng sau, bây giờ chắc có 4-5 đứa mình ôm gốc chưa giáp đâu, cặp mấy xong đó hàng sau đóng chuồng mình, rồi hai vợ chồng mà cào bán ốc rồi mới mua đồ
vô đó nấu cơm ăn. Hai vợ chồng đường ăn cơm mới thấy đồng tiền điếu nổi mặt nước. Ông dối tay, ông chụp cái đồng tiền chìm luôn. Chụp cũng được. Ông tiếc, ông mới chăn quần, ông phóng xuống ông mò. Nước hơn nửa dế, tới háng. Ông xuống, ông đạp theo nhám dò trên. Ông lấy biểu bả, lấy rổ, ông xúc lên tiền điếu không. Hồi đó đồng đổi đồng bạc. Lúc đó bị chết dịch cũng dữ lắm, đổi đồng bạc cho con cháu đeo nè. Đồng miếng, có người người ta đổi có mấy chục miếng. Rồi người ta thấy ông xúc được vậy đó, rồi chúm nhau lại đậu nghẹt xuồng, xúc không có đồng nào. Ông kia ông có phần. Người ta cho ông. Vì sau này ông cào được cây súng đồng. Cái cào ốc gạo, cái miệng có ba lớn này năm. Mà sao ông cào dính cây súng đồng được, tao cũng không biết sao nữa. Nó dướng, lớn. Ở dưới đinh không à, ông đóng đinh 5 phân, cào cho con ốc ở dưới đất xịn nó văng lên đó. Hình như cái súng đó bây giờ còn bên tổ đình. Ông đem qua, ông đem vô tổ đình ông cúng. Ủa cây súng thông thường nó làm bằng những cái khác, sao nó lại làm bằng đồng không tôi? Đồng đạn mình hồi xưa, đồng đó, cây súng đó vàng nhiều đó mày. Ông tôi biết cái niên đại cái cây súng đó không tôi? Không biết đâu con, chúng rồi quan đàn cụ hồi xưa, tao mới hậu sanh tao biết được. Mà sao mà ông cào được? Rồi hai vợ chồng hình như làm từ đình Long Kiến hay gì luôn á. Cái duyên đã có rồi không tôi? Linh lắm con, hồi xưa linh bất linh tại ngã. Tin không tin là mình làm những chuyện tầm bậy mình biểu linh sao linh. Cũng như mua nải chuối bọc bánh đem lại mấy miễu cúng cho chinh số. Làm sao đúng được. Cầu danh cầu lợi không, ông bà nào cho mình. Hồi trước con có nghe cái câu chuyện về một cái con rắn hổ mây mà thường xuyên nó bò qua lại ngay chỗ giữa cái núi Bà Đội với núi Ông Cấm. Ông tôi có được biết câu chuyện đó không tôi? Thì hồi đại quý lâm mà nó đi. Ông nhờ rắn đó thì tiểu đoàn nùng này chết hết. Cách mạng quánh. Nó phục kích từ Đà Đét tới cầu Cây Me đi thôi. Nó tính tiêu diệt cái tiểu đoàn người nùng này nè, đóng chợ voi mình. Không biết chạy tới đó con rắn mà nó bò được. Xe ô tô măng đê từ cái bánh mặt đất nó tới cái súng nó đặt trên đó trứng 12 ly 7. 5 mét rưỡi nó bò khỏi môi đó mày tính bài cao bài cao. Trời bự. Con nào cũng lấy bằng cái nhà mình chứ nó nhỏ. Mà không biết bò gì nào rồi điện đi chạy xe riếp lên đi. Nó tính quay hai chiếc xe ô tô nó quay nó bắn. Thì lên thì không bắn. Vì đại quý lâm thì có cái ngọc con rít. Sau này ấy cũng chết dùng đó với vậy đợm đó. Dùng đó chết ba người khét tiếng thôi. Ông Tư được biết cái nguyên nhân như thế nào mà ông lại không bắn cái con rắn đó để đi không Tư? Rắn thuộc gì nó thành cái xe con ba cao mà nó cao cái xe con bắn là chết luôn. Không biết nó bò hồi nào mà nó tới 11 giờ mấy rồi đằng kia bị sáng trưa quá đợi phục kích đợi hoài không được rút quân vô. Như nó lại nó cứu cái quân. Cứu cái tiểu đoàn này. Yeah. Khiến ông bà. Hồi đó ngoài đồng này đường bề ngang một chải hơn chải mình bò. Máy cày mình ấy đất ấy ảnh bò còn bự hơn cái dãy ảnh bự hơn cái gai máy cày mình thôi. Bò đã tới ngoài kinh 12, 13 không ấy. Kiếm nước uống. Chứ heo rồi đó nó ra ngoài nhóc heo rừng nữa. Mấy con bự bự mình leo lên lưng ngồi mấy ông bò đi đã lắm không Tư? Tỉnh bơ. Nhậm gì. Còn muốn đã hơn vô trong ngồi dễ. Chơi như Tề Thiên, chung vô bụng.
sớm nghe ông Tư nói ông chú Đại Quý Long gì đó có cái ngọc rít là cái viên đó từ đâu có hả ông Tư? Không biết mày, cái nguồn gốc đó mình đâu hỏi vậy à. Y người ở miền Trung, ở miền Bắc mà. Cái viên đó nó có điều linh nghiệm gì không? Người nùng nó nói chuyện nghe không được. Mà con mới dòm sắc diện nó giống người Ba Tàu lắm, nhưng mà nó nói chuyện nghe không được. Ảnh phần nhiều là ảnh họ Liêu. Hồi đó tiểu phó của tao hồi đó còn chiến tranh tên Liêu Sình Phí. Liêu người tập Thiều không tư, người Tiêu à. Không phải, nó ở nó người nùng nhưng mà nó ở cái đảo. Yeah. Nó ở giáp với Trường Sa, Hoàng Sa đó, nó ở không biết cái đảo nào đó. Yeah. Ở ngoài đảo người nùng. Nói chuyện nghe không được. Cũng nói tiếng Việt mà nghe không được không tư? Ừ, anh nói tiếng Việt cứ ngắt cũng như nước ngoài. Thì nhóc cái người nùng như vậy vô nhóc đó, có Việt, vợ Việt nhóc luôn. Rồi ông Tư nói cái ngọc rít đó là nó có tác dụng gì không ông Tư? Mình cũng không biết. Nhưng mà bữa đó ngày y chết đó là hai thằng con trai. Nó biểu cha nó để lại cho nó, chứ nó không cho cha nó mang đi hành quân. Nó khóc, nó nẹo cha nó hoài, ông lột cái đó để lại hai thằng nít. Thì đi lên chỗ núi Bà Đội đó, qua cầu Rà Đét lên chút, bị giật mình. Chết. Cũng tới số rồi. Cái đó khiến. Tới số. Khiến. Hai thằng trai nó không cho đi. Mà y bị lệnh mà, quân đội y cương quyết y đi. Ủa mà cái viên ngọc rít đó nó to không ông Tư? Tao có biết đâu. Không biết luôn hả ông Tư? Ừ, nghe nói vậy thôi chứ có biết đâu. Ủa, người ta, ta quý mày dân, mày dám lại hỏi sao? À. U ngựa hồi đó có một thằng một mắt đây nè. Đi ngang con cắt kè nó ở trong bọng cây dúi này, nhà bác hai tao lần này. Bắn gãy cây dúi luôn. Trời ơi. Nó địch mẹ con gì mà nó kêu bất kỳ. Con cá kè nó kêu mà nói nó không nghe với nó bắn. Con chim ụt ở sau nè, chim ụt nó khôn bạc nhược luôn. Hồi đó sáng nhà ông 7-8 người khỏi đi chợ mua cá gì đó. Nó bắt cá, bắt lươn rắn ngoài đồng đem về. Ông nuôi hả gì ông Tư? Anh con cậu ta không nuôi. Yeah. Chim ụt bắt cá lươn đem về nó dắt lên cây tầm ruột. Dắt là rớt dưới đất. Rồi sáng ra chách rổ ra lượm. Rồi mình có cho nó ăn những cái phần nó đem về đó không Tư? Cho. Cho con, nó mà mớ. Con phải làm chính. Nó cho nó ăn, nó bắt con sống đem về nó không ăn. Rồi cái thằng nó kêu cung sĩ gì. Nó có một mắt. Anh giác chúng đi bắn cu, bắn cưỡng. Cưỡng cu rồi đó làm cho hết. Anh bắt lá một đùm. Anh gặp chim đó, nó chim rừng, anh quất chim luôn. Bắn chim chết quá. Nhưng ông không biết không Tư? Không biết. Bị ra hàng đen ngủ ngoài. Vậy là nó bắt về rồi mình làm chín nó mới ăn chứ sống nó không ăn không Tư? Vì hồi đó con nuôi nhỏ, con cho nó ăn đồ chín. Con gái cũng vậy. Nếu con cho ăn đồ sống thì nó bắt cá nó ăn hết. Phải nướng đồ chín cho nó ăn. Cho nó quen. Nó quen ăn đồ chín cá kia nó không ăn. Mùi tanh nó không ăn. Nó bắt về con phải nấu nướng về chín cho nó ăn. Chim đục nghe cái tên như là cái tiếng nó xui thấy mồ luôn mà người ta cũng nuôi nữa. Nói chim linh nữa con. Đâu phải xui mà là nó báo cái đèn cho mình biết mà mình không biết. Tại mình không biết thì nó là xui. Thầy mà. Thầy Úc hả ông Tư? Thầy Úc. Như nó biết trước cái đèn đó đó là nó báo cho mình. Nhưng mà mình không để ý, mình nói nó lại nó kêu nói nó lại nhà kêu xui. Chim cú, chim heo, chim ụt này kia. Chim heo mà sớm này ban đêm chiều nó bay ngang đây nó kêu cái ép lại sớm này có chữ lộn, quấn lộn, uống rượu vậy. Ghê vậy ông Tư? Ừ. Là nó biết trước á, nó biết trước là nó báo rồi là bữa nay nó lại đây là cho hay trước là bữa hai bữa là có chuyện. Vậy là cái sớm con bị hoài luôn, chim heo nó bay ngang nó kêu liên tục.
nhiều khi một tháng nó kêu mấy lần mình không biết luôn á. Anh bay trời, anh bay ngang, anh kêu cái ép một tiếng một cũng đi. Như ngày mai này có chuyện gì mình đâu biết đâu, nhưng mà con chim đó nó biết trước, bữa nay nó lại nó báo rồi đó. Gia đình có người chết lại nó kêu, nhưng mà giấc ngủ mình không nghe. Thằng chó mình đã thức đã hay. Gia người ta như vậy đó, người ta nghi ngờ nó lại kêu là xui, nhưng mà đâu phải. Còn những con chim cú mà nó lại nó kêu thường chỗ một cái cây đó là do tập quán nó quen hả ông Tư? Ừ đi anh. Nó kêu 3 tiếng thôi chứ không phải nó kêu dài. Nó lại nó cú cú 3 tiếng nó đi mất đó. Rồi lo đi. Sớm đó anh đậu ngay cửa nhà đó lo đi. Chứ còn mà nó cú cú ngày nào nó cũng lại chứ đó là bình thường hả? Nhóc. Một lần tao bắt chim mèo, chim heo gì tao nuôi nhóc. Nuôi lớn lên tao thả. Thả ra vì nó quen mình rồi, nó không sợ mấy con đi soi nó đập chết mẹ. Chim mèo nhìn mặt nó mắc cười. Thì họ nó chim cú, chim heo cũng vậy. Chim heo nó có hai cái chùm lông nó dựng lên, con mới dựng tưởng lỗ tai. Dựng lên đầu cao, trên này lông bạc trắng. Hồi đó con đi qua Cần Thơ có ông chú ông ở trong cái cốc ổng, đêm nào cũng lại cốc ổng đậu chứ. Mà quý giết quen, ổng nói bình thường. Bình thường. Bình thường nó còn bắt chim. Có nhiều con chim nó linh, nó biết trước mọi sự gì. Thì có ba cái dạng chim linh. Cho nên nó báo trước cho mình biết. Chắc con nghĩ nó có một cái từ trường gì đó nó biết cây được. Da cây nào cây nấy, một cây 20-30 đứa ôm gốc của mình. Rồi nó mới về đây nó đẻ, nó ở nhiều. Nó đẻ bọng không hả ông Tư? Đẻ bọng không. Cũng như con kiến cũng vậy gì. Nó cũng biết cái trước mà nước lên rồi này kia, trời nắng rồi kia nó không biết. Nắng mưa không biết. Dạ. Ẩm con chạy. Bữa nào mà gặp ảnh bò lũ lũ mà anh tự nhiên di chuyển tổ lên trên hơi cao là biết sắp có mưa lớn rồi đó ông Tư. Mưa lớn. Tại mình không để ý. Để ý rồi mình coi mình biết. Như hồi xưa con đi đồng á, lúc nhỏ gặp kiến á, tới gần cắt lúa rồi có tới gần nước lên á, là mấy ổng di chuyển lên mấy cái đồi cỏ cao á, đóng cục 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 ở trên á. Rồi mơ mốt nước lên ngập này chứ. Con nè ngang. Con trứng đi để thúi hết. Yeah.